Các em học sinh thân mến, trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các em cùng nghe một đoạn bài hát sau nhé. Bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời, em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa, em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa, em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình, sống đầy yêu thương. Sống để yêu thương, dù đẹp trai đất xanh. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời, em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa, trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa, em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình, sống đầy yêu thương giữa đẹp trai đất xanh, sống đầy yêu thương giữa đẹp trai đất xanh. Như vậy đến đây cô chắc rằng các em đã biết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng nào rồi chứ? Đó chính là chim bồ câu. Chim bồ câu về phân loại thì nó được xếp vào lớp chim, và chúng ta thấy chim bồ câu là một biểu tượng của hòa bình. Vậy thì chim bồ câu nó có đời sống như thế nào, cấu tạo ngoài và di chuyển ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu các bạn.
Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc điểm đời sống của chim bồ câu. Các em hãy nghiên cứu mục 1 lớn trang 134 sách giáo khoa và cho biết đời sống của chim bồ câu có đặc điểm gì. Qua nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng chim bồ câu là những động vật hằng nhiệt. Đặc điểm này nó khác hẳn so với đặc điểm nhiệt độ cơ thể của các động vật thuộc các lớp động vật mà chúng ta đã tìm hiểu trước. Thì chim bồ câu là một động vật có nhiệt độ cơ thể không thay đổi theo nhiệt độ của môi trường, được gọi là động vật hằng nhiệt. Chim trống không có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ hai trứng trên một lứa và trứng có vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng, có hiện tượng ấp trứng, nuôi con non bằng sữa diều, là sữa được tiết ra ở phân diều của chim mái. Vậy thì những đặc điểm về sinh sản của chim bồ câu có ý nghĩa gì đối với đời sống của chim bồ câu? Về đặc điểm đầu tiên thì con đực không có cơ quan giao phối, chính nhờ đặc điểm này mà nó đã làm giảm nhẹ trọng lượng của cơ thể khi bay. Số lượng trứng trong một lứa ít và có hiện tượng ấp trứng thì nhờ có cái hiện tượng này mà trứng sẽ được bảo vệ tốt hơn và tỷ lệ nở của con non sẽ cao hơn. Con non được nuôi bằng sữa diều thì đặc điểm này nó sẽ giúp cho tỷ lệ sống sót của con non cao hơn và khả năng phát triển cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang đặc điểm về cấu tạo ngoài và di chuyển của chim bồ câu. Đây là hình ảnh của chim bồ câu. Như chúng ta thấy rằng thì cấu tạo ngoài cơ thể của chim bồ câu gồm có 3 phần. Phần đầu, phần thứ nhất là phần đầu, thì bao gồm có một là mỏ, hai là mắt và thứ ba là tai. Phần hai là phần thân, bao gồm phần thân được bao bọc bởi một cái lớp lông người ta gọi là lông vũ và có tuyến phao câu và lông đuôi. Phần thứ ba đó chính là các chi, gồm có chi trước và chi sau. Chi trước hay còn gọi là cánh, đây chính là phần lông cánh, đây là đùi thuộc chi sau, đây là ống chân và đây chính là bàn chân. Vậy thì những đặc điểm cấu tạo ngoài này của chim bồ câu nó có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của chim bồ câu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đây là các phần cấu tạo của chim bồ câu. Đây là bảng về đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa thích nghi của chim bồ câu. Thì ở cột bên trái
là những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Vậy thì những đặc điểm này nó có ý nghĩa thích nghi như thế nào đối với đời sống của chim bồ câu? Các em suy nghĩ một chút nhé. Đầu tiên thì chúng ta thấy là thân chim bồ câu có hình thoi. Thì đặc điểm này nó sẽ giúp làm giảm sức cản của không khí khi bay. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái máy bay thì cũng được sản xuất dựa trên mô phỏng cái mô hình hình dạng ngoài của chim, đó là có hình thoi. Và cái đặc điểm hình thoi này thì nó giúp làm giảm sức cản của không khí khi bay. Đặc điểm tiếp theo là chim bồ câu có cổ dài khớp đầu với thân. Đặc điểm này giúp phát huy tác dụng của giác quan, có nghĩa là khi mà cổ dài thì chim bồ câu nó sẽ dễ quay qua quay lại để quan sát môi trường, quan sát những cái kẻ thù của trong môi trường. Và cũng chỉ nhờ cổ dài này thì nó sẽ giúp cho chim bồ câu dễ dàng bắt muỗi cũng như là rỉa lông. Tiếp theo thì hàm của chim bồ câu được bao bọc bởi cái phần này gọi là phần mỏ, và mỏ này làm bằng chất sừng, người ta gọi là mỏ sừng, và hàm thì không có răng. Và chính như cái đặc điểm này mà nó đã giúp làm cho đầu chim nhẹ hơn rất là nhiều, đã làm giảm nhẹ trọng lượng của cơ thể khi bay. Thì cơ thể của chim được bao phủ bởi một lớp lông vũ. Thì lông ở chim bao gồm có hai loại. Loại thứ nhất trên màn hình này chúng ta thấy đây là một cái lông ống. Lông ống được cấu tạo bởi các sợi lông liên kết với nhau tạo nên phiến lông, và có một cái ống dài chạy dọc theo chiều dài của lông. Và lông ống này là cái phần lông mà nó tạo nên phần cánh và đuôi của chim. Và lông ống thì có tác dụng làm cho cánh chim khi mà giang ra thì tạo nên một cái diện tích rộng, làm tăng cái lực đẩy, khả năng quạt gió của chim khi bay. Loài lông thứ hai là được gọi là lông tơ. Lông tơ thì sẽ bao gồm phần sợi lông nằm ở phía trên và phần ống lông nhỏ hơn. Lông tơ thì nó làm khi mà các cái sợi lông nó kết hợp với lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái chùm lông xốp, và nó có một cái tác dụng là giúp giữ nhiệt độ cơ thể và làm cho cơ thể nhẹ hơn. Chi trước của chim biến đổi thành cánh, và cánh này thì nó có tác dụng là giúp cho chim bay.
Thế thì chỉ sao là có đặc điểm như thế nào? Chúng ta thấy rằng là chi sao của chim bồ câu gồm có 3 ngón ở phía trước và 1 ngón ở phía sau, và cả cái móng thì có vuốt. Đặc điểm này thì nó sẽ giúp cho chim có khả năng là bám chặt vào cây khi đậu và khi hạ cánh. Đây, ở phần đuôi của chim là có một bộ phần gọi là tuyến phao câu. Tuyến phao câu này thì có khả năng tiết ra dịch nhờn, và dịch nhờn này thì sẽ được chim dùng mỏ bôi khắp cơ thể để làm cho lông chim mượt và không bị thấm nước. Chúng ta sẽ tổng hợp lại các cái ý nghĩa thích nghi của cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Như vậy chúng ta thấy rằng những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu nó đều giúp cho chim thích nghi với đời sống bay lượn. Vậy thì khả năng Despite an unpromising start, her maiden flight has gone well. She joins the more advanced aviators in the thermals. Despite an unpromising start, her maiden flight has gone well. She joins the more advanced aviators in the thermals. Đây là kiểu bay thứ hai. Như vậy rằng chúng ta thấy rằng là chim có hai kiểu bay. Kiểu thứ nhất là kiểu bay vỗ cánh và kiểu thứ hai là kiểu bay lượn. Thì chúng ta thấy rằng là ở kiểu bay vỗ cánh thì cánh của chim đập liên tục. Và bay đồng khả năng bay thì chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh. Còn ở kiểu bay lượn thì cánh của chim đập chậm rãi và không liên tục. Và bay khả năng bay thì chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió. Về kiểu bay vỗ cánh thì có đại diện là chim bồ câu. Kiểu bay lượn thì đại diện là chim đại bàng, chim hải âu. Và chúng ta thấy nếu so về vận tốc bay thì rõ ràng là kiểu bay lượn sẽ có vận tốc cao hơn rất nhiều so với kiểu bay vỗ cánh, và nó đặc biệt thích hợp với những loài chim mà có khả năng săn mồi. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay, và để luyện tập lại nội dung đã học, chúng ta cùng
chơi một cái trò chơi có tên là vượt chướng ngại vật. Trò chơi này gồm có 5 ô chữ hàng ngang. Và sau khi mà mở được mỗi ô chữ hàng ngang thì chúng ta sẽ có các cái chữ cái do từ chìa khóa nó sẽ nằm xuống như thế này. Và chúng ta sẽ tìm thấy cái từ chìa khóa. Cô sẽ chọn các cái hàng ngang bất kỳ. Đầu tiên, hàng ngang số 4. Ngoài kiểu bay bổ cánh, chim con có kiểu bay nào khác? Thì đáp án đó chính là... Hàng ngang thứ nhất. Thân chim được phủ bởi lớp lông gì? Đáp án là... Tên bộ phận tiết dịch nhờn giúp lông chim mượt không thấm nước. Hàng ngang thứ 3. Bộ phận bao lấy hàm ở chim được gọi là gì? Hàng ngang cuối cùng. Chi nào của chim biến đổi thành cánh giúp chim bay? Đáp án đó chính là... Như vậy, từ chìa khóa của chúng ta chính là lớp chim. Các em thân mến, trong thực tế hiện nay, chim bồ câu không những chỉ được nuôi để lấy thịt mà nó còn được nuôi để phục vụ hoạt động giải trí. Hàng năm thì rất là nhiều huyện tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức các cái hội thi chim cảnh hoặc là hội thi thả chim. Và sau đây là một cái đoạn phim ngắn về một cái hội thi chim cảnh ở thành phố Sa Đéc với rất nhiều loài chim bồ câu đẹp. Nhằm làm phong phú thêm hoạt động sinh vật cảnh cũng như đáp ứng nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của du khách khi đến thành phố Sa Đéc dịp lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc 2018, Hội sinh vật cảnh thành phố Sa Đéc Đồng Tháp vừa tổ chức hội thi chim bồ câu cảnh vào sáng nay. Hội thi thu hút 5 câu lạc bộ đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bạc Liêu, câu lạc bộ bồ câu miền Nam, huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc tham gia với 70 lồng chim bồ câu cảnh thuộc loại bồ câu banh châu Âu, bồ câu banh Việt Nam, bồ câu xòe Nhật, Ý và bồ câu sư tử. Các lồng chim bồ câu tham dự lần này đều có chất lượng tốt, được chăm sóc kỹ và huấn luyện công phu. Dựa vào các tiêu chí như lông đuôi xòe, ngực ưỡn, rộng, đầu tròn, dáng thẳng, lông đẹp, ban tổ chức đã chọn ra 3 lồng chim xuất sắc nhất của từng thể loại để trao các giải vàng, bạc, đồng và năm giải khuyến khích cho các lồng chim bồ câu đẹp. Như vậy là cô trò của chúng ta đã tìm hiểu xong những đặc điểm cấu tạo ngoài và di chuyển của chim bồ câu. Về nhà các em hãy học bài và trả lời cả câu hỏi ở cuối bài chim bồ câu và đọc bài đa dạng và đặc điểm chung của loài. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through.